Thưa quý vị, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại gặp nhau trong một sân chơi tình yêu đang rất được yêu thích, mang tên Đập Hộp Kén Rể. Thưa quý vị, Đập Hộp Kén Rể là một sân chơi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng rất quen thuộc của chúng ta 22 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với chương trình, rất là nhiều bình luận của những người theo dõi chương trình đã chia sẻ rằng họ thấy mình ở trong đó, thấy những quan tâm, lo lắng và mong mỏi của những người làm cha làm mẹ, chỉ mong muốn con cái của mình khi đến tuổi cập kê tìm được một bến đỗ yên bình. Và ngày hôm nay chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay đầu chương trình để chúc cho nữ chính ngày hôm nay Đập Hộp Kén Rể thành công, được không ạ? Ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi nữ chính ngày hôm nay là ai. Phương Anh, cô gái xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học HUTECH. Chia sẻ về quan điểm sống của mình, Phương Anh cho rằng không quan trọng là nhanh hay chậm, miễn là đừng dừng lại. Chỉ cần luôn nỗ lực tiến về phía trước, chắc chắn sẽ tới được đích đến thành công. Trước đây với cân nặng 62 kg, cô từng bị bạn bè trêu chọc, miệt thị về ngoại hình. Vậy nhưng Phương Anh luôn nỗ lực cải thiện bản thân để có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình, sải bước tự tin trên sàn catwalk. Đến với chương trình lần này, cô muốn đem câu chuyện của bản thân để truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người. Đối với cô, trong tình yêu, quan trọng nhất là sự chân thành của đối phương dành cho mình. Từng trải qua chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Phương Anh mong muốn một lần nữa mở rộng trái tim mình, đồng thời có được những trải nghiệm mới trong tình yêu. Chúc cho cô nàng đáng yêu này sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc qua chương trình Đập Hộp Kén Rể ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, Phương Anh, một cái tên rất dễ thương, đang là người mẫu, diễn viên. Để xem ngày hôm nay Phương Anh xuất hiện với một diện mạo xinh đẹp như thế nào và quan trọng là câu chuyện tình yêu của Phương Anh ra sao. Cùng chào đón nữ chính Phương Anh. Chào Phương Anh. Dạ. Rồi, hãy cho anh Hiếu và mọi người được biết cảm xúc của em như thế nào khi đứng tại sân khấu này. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Anh. Thì hôm nay em đến chương trình này rất là vui và cảm thấy hồi hộp. Sao vậy? Sao hồi hộp vậy? Dạ, lần đầu tiên phải không? Dạ. Lần đầu tiên lên sóng truyền hình mà còn tìm người yêu nữa phải không? Dạ. Nhìn là biết hồi hộp rồi. Mình nói chút xíu cho mình đỡ hồi hộp nè. Trước giờ thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, một. Sau mối tình đó, lý do tại sao không còn được gắn kết? Dạ, không tìm được sự tin tưởng của đối phương. Là ai bội ước? Ai làm cho mình không tin tưởng? Hay là em mới là người làm cho người ta không tin tưởng? Dạ, người ta không tin tưởng mình anh. Người ta không tin em, lý do? Tại vì hồi đó là em yêu xa, xong em lên em đi làm diễn viên người mẫu thì xung quanh có rất nhiều bạn á, xong bạn không tin tưởng em. Có nghĩa là yêu xa, người ta tưởng mình làm người mẫu diễn viên chắc là nhiều người đeo đuổi lắm, cho nên người ta không tin tưởng. Cái tạo ra vô số cái cớ để kiếm chuyện qua lại với nhau, xong rồi cái chia tay. Dạ. Vậy thì em có mạnh dạn yêu một lần nữa hay không? Dạ, nếu như người ta cho cảm giác an toàn thì em sẵn sàng. Nghĩa là em đang cần một người đàn ông phải thấu hiểu công việc của mình. Dạ. Thông cảm cho công việc của mình, để mình có thể vừa yên tâm, vừa yêu, vừa làm việc. Được rồi, hy vọng ngày hôm nay tất cả khán giả có mặt tại trường quay sẽ ủng hộ và cổ vũ cho Phương Anh. Thưa quý vị, Phương Anh không đến đây một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hội đồng người thân của Phương Anh. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là hội đồng người thân của Phương Anh. Một tràng vỗ tay để chào đón ạ. Mời ba giới thiệu cho khán giả truyền hình và tất cả mọi người ở đây cùng biết được không ạ? Chú tên là chú Tuấn, là Phạm Văn Tuấn. Trước kia là chú là bộ đội, sau này xuất ngũ thì về có nhận một vai trò, có hợp tác làm một cái hãng phim và sản xuất phim. Dạ, chào đón nhà sản xuất phim ba Tuấn đã trở lại với chương trình. Còn hai bên kia quen luôn nha. Bên kia là quen với Phương Hiếu luôn nha. Dạ, là em là hàng xóm đó anh. chơi từ nhỏ tới lớn luôn anh. Chơi từ nhỏ tới lớn. Hồi Phương Anh thì nhỏ xíu luôn á. Hồi nhỏ xíu tới giờ là luôn. Cái tuổi ở trường tắm mưa ha. Dạ đúng rồi, cái thời đó đó. Dạ đúng rồi. Cái thời đó luôn. Dạ đúng rồi. Thân nhau lắm. Như chị với em vậy đó. Em chào anh Hiếu đẹp trai, dễ thương ạ. Em cũng giới thiệu là em là bạn thân của Phương Anh ạ. Cũng chơi từ nhỏ tới lớn luôn ạ. Là bạn thân hết phải? Dạ không? Đúng rồi anh, ba người bạn thân từ nhỏ tới lớn luôn á. À dạ, đúng rồi. Có mình nhỏ này nó nhỏ nhất nè. Nhỏ này nhỏ nhất à. Ngày hôm nay bên cạnh sự quan tâm và yêu thương của ba nuôi, còn có hai người bạn thân đến cùng với Phương Anh nữa. Dù lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình để tìm kiếm người yêu, nhưng chắc chắn rằng Phương Anh cũng đầy đủ bản lĩnh và tự tin với sự hỗ trợ của hội đồng người thân của mình để quyết tâm tìm kiếm được người yêu ngày hôm nay ha. Dạ. Rồi mời hội đồng người thân về vị trí của mình. Mời Phương Anh qua đây cùng Phương Hiếu. Thưa quý vị, như vậy là hội đồng người thân của nhà gái đã vào vị trí rồi. Ngay bây giờ, có lẽ là 4 chàng trai đang ở trong phòng chờ cũng rất là háo hức khi thấy nhan sắc này. Sự trong trẻo, thơ ngây và sự bẽn lẽn đôi chút khi lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình để tìm kiếm người yêu. Các anh chàng ơi, các bạn có hào hứng không ạ? Có! Dạ! Đó là tín hiệu từ phòng chờ. Còn ngay bây giờ, tại sân khấu này chúng ta sẽ được gặp gỡ 4 đại diện của nhà trai. Xin mời! Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 con trai của họ. Đầu tiên là mẹ Lê Lụa, con Phúc Lộc, mẹ Dịu Dàng, con Lịch Lãm. Nhà thứ hai là mẹ Kim Hương, con Thịnh Cường, mẹ Hiện Đại, con Cá Tính. Nhà thứ ba là mẹ Mỹ Phương, con Văn Vũ, mẹ Vui Vẻ, con Phong Độ. Và cuối cùng là mẹ Hải Thảo, con Gia Lạc, mẹ Thân Thiện, con Hiền Lành. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là đại diện 4 người thân của gia đình nhà trai. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để chào đón được không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nghe lần lượt từng gia đình sẽ giới thiệu về mình. Dạ xin mời gia đình số 1 giới thiệu ạ. Tôi tên là Lụa và con trai tôi tên là Lộc. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ đến với chương trình. Dạ xin mời gia đình số 2 giới thiệu ạ. Mình tên Kim Hương, con trai của mình là Thịnh Cường. Năm nay 27 tuổi. Chào đón mẹ đến với chương trình. Dạ mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Mình tên là Mỹ Phương, mẹ của Văn Vũ, 22 tuổi, mình đến từ thành phố ạ. Dạ. Chào đón mẹ đến với chương trình. Dạ gia đình còn lại xin mời ạ. Mình tên là Hải Thảo, là mẹ của Gia Lạc, 23 tuổi, tới từ Quận 4. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là trên sân khấu lúc này 4 bà xui tương lai đã sẵn sàng để có thể chinh phục cho con trai nhà mình, nàng dâu đáng yêu. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Hy vọng quý vị cũng vậy. Ngay từ lúc này chúng ta hãy bắt đầu đến với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Vòng 1, Cục Cưng Hoàn Hảo. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi 4 vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của mình trên sân khấu. Từ hành động đó, gia đình cô gái sẽ đón xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là cục cưng hoàn hảo. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại vòng đầu tiên cũng là thử thách đầu tiên dành cho các nhà trai mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Trong mỗi gia đình dĩ nhiên rồi, mẹ nào mà chả thương con, đặc biệt là đến lúc mà con phải tìm kiếm một nửa yêu thương thì càng phải thể hiện nhiều hơn nữa quyết tâm để chinh phục cho con mình một cô gái thật tuyệt vời. Lần lượt từng mẹ nhà trai sẽ có 2 phần để thực hiện trong vòng này. Phần đầu tiên là thể hiện một hành động để diễn tả về sở thích, tính cách hay điểm gì đó đặc biệt của con trai mình. Rồi sau đó, phần thứ hai sẽ là giới thiệu về con trai của mình một cách đầy tự hào đến cho gia đình nhà gái. Và gia đình nhà gái lúc này đây, bà Tuấn và 2 người bạn sẽ để ý thật kỹ, lắng nghe thật kỹ những chia sẻ của nhà trai. Rồi sau đó, bà Tuấn sẽ đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình nhà trai mà bà Tuấn cho là ít phù hợp với con gái của mình nhất. Được chưa ạ? một tràng vỗ tay chúc các gia đình hoàn thành thật tốt. Ngay bây giờ mọi ánh mắt đang hướng về vị trí của gia đình số 1. Mời hành động mẹ diễn tả về con trai mình. Xin mời. Ba thấy hành động vừa rồi, mẹ nhà trai muốn diễn tả gì? Mời ba nhà gái. Bác sĩ. Nghĩa là hồi nãy làm sao ba làm lại được không ạ? Đây này, cả nhà chết, cùng chết, làm luôn. Chết. Đúng rồi. Chết rồi đo tim này kia đồ đó anh. Đo tim được phường. Đo huyết áp mà, đo huyết áp. Ông chích cái này chích. Bây giờ chích hay đo huyết áp nè? Chết. Ngay chỗ này luôn. Là chích. Chích. Nghĩa là chàng trai này có thể là bác sĩ. Bác sĩ. Cũng có thể là y tá. Y tá. Đúng. Cũng có thể là không phải cái kia thì đọc thẩm mỹ đó chú. Thẩm mỹ có chích ở đây không? Không. Có nữa anh. Xăm nữa đó anh. Dạ bây giờ mình chọn đi. Mình đoán là gì? Bác sĩ. Bác sĩ. Nếu mà diễn tả rồi tim rồi đo rồi này nọ thì em nghĩ là gì? Em nghĩ là bác sĩ đó anh. Em vẫn nghĩ là bác sĩ luôn. Dạ. Cũng có thể ha. Để xem mẹ nhà trai sẽ giới thiệu hành động vừa rồi mô tả điều gì về con trai của mình, cũng như điều gì khiến mẹ tự hào. Dạ xin mời mẹ nhà số 1 ạ. Con trai em á, nghề nghiệp hiện tại là làm diễn viên. Nhưng mà cái hành động mà hồi nãy em diễn tả về con trai em á, là con trai em có một tấm lòng rộng mở. Cái hành động đó là thể hiện là con trai em đã từng hiến máu nhân đạo và được cấp huy chương 40 lần ạ. Kỷ niệm chương 40 lần hiến máu à? Dạ đúng rồi. Em nên ra bao nhiêu tuổi thưa mẹ? Con trai mình là năm nay 31 tuổi. Wow, quả thật là một nghĩa cử đáng kinh ngạc. Những giọt máu đào kịp lúc đã cứu được rất nhiều mạng người. Còn điều gì về con trai mẹ tự hào nữa không ạ? Ngoài cái hiến máu nhân đạo ra thì con trai mình có cái đam mê là đánh bóng chuyền để cho cơ thể luôn được khỏe mạnh. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, dạ vỗ tay à. Quý vị thấy chưa, thấy giá trị của việc chơi thể thao chưa? Chơi thể thao, khỏe mạnh, bắt đầu có sức khỏe, cái hiến máu, cứu người. Dạ, bên nhà gái, thấy như thế nào khi mà biết được thông tin mà mẹ nhà trai vừa chia sẻ? Chị nói con chị là diễn viên, năm nay 31 tuổi rồi. Tôi đã từng sản xuất phim mà tôi cũng chưa biết con chị là ai. Dạ, con trai em tên là Lộc. Thực ra thì cũng mới đóng được một thời gian thôi, nhưng mà cũng chưa nổi như những ngôi sao được. Nhưng mà ngoài cái làm diễn viên ra thì con trai em luôn nỗ lực để phấn đấu. Có nghĩa là con trai em cũng đang theo học làm đạo diễn nữa. Dạ. Dữ à. Được ha, ba Tuấn. Rồi, học làm diễn là được à. Ok. Dạ. Để phát triển sự nghiệp ngày càng vững mạnh hơn. Dạ. Có hoài bão phải không ba Tuấn? Có hoài bão. Có hoài bão á. Đi chủ hướng ba nuôi em rồi đó. Phải không ba? Bắt đầu đạo diễn là được. Được, ngon. Ăn rờ mà phải rồi đó. Thưa quý vị, đó chỉ mới là nhà trai số 1 thôi. Có những thông tin khiến chúng ta bất ngờ về chàng trai này. Còn nhà trai số 2 thì sao? Hãy hướng mắt về gia đình số 2 để xem mẹ của chàng trai này sẽ dùng hành động gì để diễn tả về con trai cưng nhà mình. Dạ, mời mẹ bắt đầu. Không hiểu ha. Em hiểu không? Em nghĩ là người mẫu. Em nghĩ là người mẫu ha, mà sao cái khúc vịnh tóc là cái gì em biết không? Hai người bạn thân nè. Nói dạ nghe theo em nghĩ nha, là nhà tạo mẫu tóc, làm salon tóc, make up này làm kia ra. Làm salon tóc phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Thấy tóc mà cái khúc make up ở đâu ra vậy ông? Có make up thấy này kia nọ thì cũng phải có make up ở trọng. À vậy hả, này là em tưởng tượng ra đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em thấy tóc này kia là em thấy tóc là em liên tưởng tới make up. Dạ em thấy cũng không có được manly này kia cho lắm. Cái này người ta diễn tả mà em biết được không manly luôn hả? Dạ em thấy tóc là em thấy là không có manly rồi. À. Dạ đúng rồi. Có em cũng có cảm nhận như bạn Hùng vậy. Tại vì em thấy cô khi mà cầm cái máy sấy với cái tông đơ đơ tóc đơ. Em thấy được máy sấy và tông đơn luôn hả? Dạ em tưởng tượng ra là cầm cái máy sấy sấy tóc xong chỉnh tóc tạo màu tóc. Hay quá, em có hai bạn ưng ý dễ sợ luôn, thấy những thứ mà không ai thấy. Dạ nhìn sơ qua là biết rồi anh ơi. Nhìn sơ biết luôn hả? Hay quá ta. Còn ba Đuôi thì sao? Ba Đuôi thì thấy khi mà cầm cái tay để về là nghĩ là cầm cây dao tỉa tóc, sẽ cầm cái dao tỉa tóc và khi bung lên là sấy xong cái kiểu tóc đó rồi đi qua đi lại nhìn kiến. Dạ. Đó tức là bên con của em á cũng là một nhà tạo mẫu tóc. Nhà tạo mẫu tóc, có thể ha, có thể. Bây giờ chúng ta cùng nghe mẹ của nhà trai sẽ giới thiệu cụ thể hành động vừa rồi có xuất hiện cái tông đơ hay là cái kéo này nọ hay là có men lì hay không, như là bên nhà gái vừa qua ngại. Dạ mời nhà trai giới thiệu về con của mình ạ. Con của mình là học bên mỹ thuật nhưng mà em á, thì nó có một cái xu hướng thời trang hiện đại. Là mỹ thuật là em chuyên về vẽ đồ họa hay thiết kế? Đúng rồi. Còn cái phần dính tới tóc là sao chưa hiểu? Là ý là mình nói lên đây là em lúc nào cũng đi theo cái xu hướng mới hết á. Cái thời đại mới bây giờ là em rất là năng động. Có nghĩa là cái cách mình diễn đạt như vậy thôi, chứ em nó không có vấn đề gì về tóc cắt tóc hết ha. Đúng, nhưng mà điều cái là em rất là hiện đại đấy. Được, vậy thì bây giờ nè, một người con hiện đại trong mắt mẹ là một người con như thế nào, cũng như điều gì mẹ tự hào về em, mẹ giới thiệu cho nhà gái được biết nha. Mình tự hào rất về em ở cái là em mạnh mẽ, năng động. Rồi em khi mà ra giao lưu á thì em rất là được nhiều người mến. Có nghĩa là em hòa đồng với xã hội và em rất là lắng nghe và tiếp thu. Còn ở nhà thì sao? Ở nhà em vẫn ngoan lắm nhưng mà em cũng tự như là không, lúc nào cũng làm mình tự hào á. Mình không có phải lo lắng cho những người con khác mình phải bảo bọc hay gì á. Em rất là mạnh mẽ để cho mình an tâm. Mạnh mẽ và tự lập. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nhà gái nghĩ như thế nào khi nghe thông tin này? Đúng ra thì em tự lập. Hiện tại bây giờ công việc của em là thiết kế, phải không em? Dạ em mỹ thuật. Về mỹ thuật thì cũng tạm. Em ổn định công việc hết rồi. Nói chung là lúc mà học cỡ đại học năm 2 là em đã tự lo hết mọi thứ. Em không, mình không có còn bảo bọc nữa, mình không có bảo quản em tiền bạc lo lắng gì hết. Em tự kiếm việc làm và em tự học, em tự lo cho công việc của em luôn. Đó là cái mình rất là tự hào về con mình. Dạ được quá. Một chàng trai biết suy nghĩ, biết lo lắng cho cuộc sống của mình, và như mẹ khẳng định là một chàng trai mạnh mẽ. Thưa quý vị, đó là cậu con trai cưng của gia đình số 2 đã được giới thiệu qua lời của người mẹ thân yêu mình. Bây giờ chắc chắn là mẹ ở vị trí số 3 cũng rất là nôn nóng thể hiện về con trai cưng của mình. Mời mẹ hành động diễn tả con trai mình, bắt đầu. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Xin lỗi, cho phép Hiếu được đố nhà gái đoán hành động này là gì? Em thấy hoang mang quá anh. Hoang mang phải không? Em thấy giống như là diễn viên múa vậy ạ. MC đó anh, nhà hàng tiệc cưới này kia đó. Ở đâu hành động nào em đoán được như vậy? Dạ tại vì em thấy dài này là cái miệng, cái lúc nói lúc không, rồi diễn tả này kia đó, xong rồi hoạt động này kia. Mình phân tích từng hành động là lúc đầu là chỉ như vậy. Dạ chỉ vậy nè. Nghĩa là cười. Em có duyên. Có duyên đem niềm vui tới cho mọi người. Rồi như vậy là thường là hành động im lặng. Im lặng đúng rồi, có lúc mình nói này kia nữa. Đó. Vậy là hành động có lúc nói nữa đó hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Em nghĩ là MC. Nhưng MC mà... là giống anh. Dạ. Giống công việc của anh. Còn vậy là sao? Nếu mà MC còn vậy là sao? Có múa đâu. Còn gì múa luôn, Kim là múa này kia. Nghĩa là MC mà Kim Vũ Đoàn luôn. Dạ đúng rồi. Nghĩa là bao là, show đó luôn. Là đa năng luôn á. Đa năng luôn. Dạ đúng rồi. Ba có nghĩ giống như... Thôi nghĩ giống này cho chắc ăn đi. Giống vậy chắc ăn. Thì bây giờ ba đoán không có bao giờ ra nổi cái chỗ này nữa. Dạ duyên phải không ba? Dạ, duyên, cái đó quan trọng. Bây giờ để xem mẹ nhà trai sẽ giới thiệu như thế nào, liệu có giống như chúng ta suy đoán hay không. Mời mẹ nhà trai giới thiệu về con trai của mình, điều tự hào nhất là gì ạ? Xin chào nhà gái. Thì qua thể hiện của mình, hành động thể hiện của con trai mình đó, là cái đó là mình nói về con trai mình rất là ít nói nhưng mà làm nhiều, rất là trầm tư, không nói nhiều mà làm. Dạ. Cái hành động như miệng thì để nói nhưng không nói nhiều, nhưng mà làm bao tổng tất cả điều công việc đều làm. Hay quá. Còn điều gì mẹ tự hào về con trai nữa? Và tự hào về con trai của mình á, là hiện tại đang làm trợ lý cho tổng giám đốc của địa chính ở một cao ốc, và ngoài ra còn kinh doanh thêm một shop và thẩm mỹ về sản phẩm về làm đẹp nữa. Yeah. Giỏi quá, giỏi quá. Và mình rất tự hào về con, là điểm nữa là ở nhà rất thích là nấu ăn. Rất thích nấu ăn. Rất thích nấu ăn. Cho nên là mình rất tự hào về con mình. Dạ. Vừa là 20 mấy tuổi nhưng mà đã rất là vững chắc, rất là chắc chắn. Và chốt lại con mình là manly. Manly, dạ, chốt lại cái đó mới quan trọng, phải không ạ? Nhà gái thấy như thế nào? Thì trước mắt là bên nhà gái nghe em giới thiệu về con em thì cũng nói chung là về kinh tế là tạm ổn rồi đó, công việc thì ổn định, mà nhất là biết nấu ăn. Hay quá. Thì sau này thì có thể là nó còn lo cho vợ nó cũng được đó. Dạ. Để anh xét lại. Dạ vâng. Con gái nuôi ba biết nấu ăn không ba? Nấu ăn ngon lắm á. Được quá, vỗ tay cho cả hai. Thưa quý vị, đó là cậu con trai gia đình số 3 được giới thiệu qua lời của mẹ mình. Bây giờ mẹ số 4 chắc là nóng lòng dữ lắm rồi. Hãy thể hiện hành động diễn tả về con trai mình. Mời mẹ. Quá nhiều hành động luôn. Một lần nữa đố nhà gái đoán hành động này diễn tả điều gì? Em nghĩ á nha, là bạn ấy là diễn viên á anh. Diễn viên phải không? Dạ đúng rồi. Là Kim làm cái gì ta? Đạo diễn cho mấy cái phim ngắn này kia. Đạo diễn phim ngắn. Dạ đúng rồi. Rồi cái cảnh ngủ đó là vụ gì? Sau khi suy nghĩ về cái kịch bản, dạ, em nó quay về mệt mỏi quá thì nó ngủ. Mệt mỏi quá là ngủ phải không? Thì đạo diễn hình ảnh mệt lắm chứ bộ. Có khả năng. Còn em đoán như thế nào? Dạ em nghĩ là hành động vậy là thì trái tim chỉ có một người. Trái tim chỉ có một người. Sự thủy chung. Sự thủy chung. Có thể chứ. Bây giờ mời mẹ nhà trai giới thiệu xem những hành động vừa rồi mô tả điều gì, và đâu là điều từ con trai mẹ cảm thấy tự hào. Mời mẹ. Thì những cái hành động lúc nãy mà tôi đây thể hiện á, là muốn nói là con trai mình là một người có một cái trái tim rất là ấm áp và một cái tấm lòng bao dung. Nó rất thích nuôi thú cưng, giống như là nuôi cá nè, rồi nuôi mèo, nuôi chó này kia. Và tới bây giờ 23 tuổi nhưng mà con trai mình vẫn chưa có một mối tình nào hết, là bởi vì giống như là tại vì con trai của mình nó hơi nhút nhát á. Thật ra là khi mà có thích một cô nào đó thì cũng không có dám mở lời. Cho nên chính vì là cái tính cách của mình là hơi nhút nhát, cho nên là con trai thường đem những cái tâm tư của mình vào những cái bài nhạc. Và con trai mình là một nhạc sĩ. Nghĩa là đem tâm tư vào trong bài nhạc, ghi ra phải không? Dạ. Nhà gái nghĩ sao về một chàng nhạc sĩ, có thể là chàng rể tương lai? Bên nhà trai phải suy nghĩ lại, tại vì cháu nó là nhạc sĩ mà, không biết là về sau này về vợ chồng nó như thế nào. thì em cũng cho bên đây tụi anh góp ý lại một chút. Là suy nghĩ lại để còn suy nghĩ lại. Còn suy nghĩ lại là ha. Vâng, rõ ràng mình có 4 ứng viên để mình tham khảo mà, nhưng quan trọng là 4 ứng viên đặc biệt đại diện bởi 4 người mẹ tuyệt vời hết mực yêu thương con ngày hôm nay đã vừa giới thiệu xong về con trai của mình. Điều thú vị ngay từ vòng đầu tiên này, Phương Hiếu đã giới thiệu từ đầu, đó chính là chỉ nghe giới thiệu như vậy thôi, nhưng bây giờ là lúc mà hội đồng nhà gái phải đưa ra một quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem quyết định khó khăn đầu chương trình mà nhà gái phải đưa ra đó là gì. Mời ba nhà gái chúng ta cùng đứng dậy. Ngay bây giờ ba hãy cho chương trình được biết gia đình nhà trai mà ba muốn dừng cuộc chơi ngay tại vòng này là gia đình số mấy. Tôi xin dừng cuộc chơi gia đình số 3. Số 3. Mọi người đang chờ lý do từ ba. Vì con gái tôi đã là ngày thường đó là ít nói rồi. Bây giờ chọn một chàng rể vô cũng về gia đình ít nói nữa. Mà phụ nữ thì nó yêu qua cái lỗ tai, mà nó không thò thỉ, không có nói chuyện. Thì gia đình nó đâm ra nó cũng buồn lắm. Chị cũng thông cảm. Mặc dù ít nói mà làm nhiều đó, nhưng mà nhiều khi mình làm nhiều, mình không có nói, mình chuẩn bị làm cái gì, nhiều khi người ta cũng không có đón nhận kịp, phải không ba? Đúng rồi, tại vì con gái nó nhà đã ít nói rồi. Ví dụ nó có được một người chồng mà về nhà mà nói chuyện vui vẻ nó thì mình cũng thấy mình vui. Nó về nhà gặp hai vợ chồng nó ít nói, nó làm gia đình mình càng buồn thêm nữa. Nhưng mà ba ơi, người ta vẫn thường nói nếu yêu nhau, nhìn nhau là hiểu nhau rồi, cần gì nói à. Nhưng mà nó khổ cho ba, chứ ba muốn vui mà. Nhà đâu mà buồn quá sao chịu nổi đó ông anh. Đúng, đồng ý. Buồn quá đâu, Phương Anh nó ít nói rồi, bạn nó ít nói đó, trời ơi, nhà im lặng đâu, không có tiếng cười gì. Ở nhà có hai đứa bạn như hai em rồi, cái nhà làm gì buồn nổi. Trời ơi là trời, không, tại vì em lo tương lai của nó đó. Lo tương lai phải không? Cũng đúng. Dạ, mẹ nhà số 3 ơi, khi mà nghe nhà gái dừng cuộc chơi với mình với lý do là con trai mình ít nói mà gặp bên đây ít nói nữa cho nên mới dừng thôi, thì mẹ cảm thấy như thế nào? Xin hỏi nhà gái đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ rồi chị. Nếu mà nói về á là ít nói mà bị từ hôn hoặc không chấp nhận thì cái đó là như là hy hữu lắm. Tại vì một người đàn ông á không nói vẫn là tốt hơn đàn bà mà. Và nhược điểm của con tôi ở đây á là không nói mà làm. Cái quan trọng là cái sức khỏe và cái làm và cái trách nhiệm đối với gia đình. Gia đình của tôi cũng như gia đình của nhà gái. Thì sau này tương lai của vợ nó cũng sẽ tốt hơn chăng. Tôi nói đây tôi không có phải bình luận để giành giật để cho được cưới vợ. Với tư cách của con tôi như vậy thì thiếu gì. Xin lỗi anh. Cho nên là không có gì để buồn. Và tôi sẽ nghĩ là nhà gái sẽ hối hận khi chọn được một con rể mà vừa trầm vừa biết lo và có sự nghiệp chứ đâu phải là không. Thì với bao nhiêu đó thì con tôi đâu có ế. Con tôi đâu có ế, con tôi đâu có bỏ trống đâu. Xin hết ạ. Thì đó đúng ra thì tôi muốn chọn một người con rể vui vẻ, hoạt bát, công việc ổn định. Đó, để cho về một cái gia đình cho nó vui vẻ. Con tôi hình như là nó cũng giống như là nó sống mà nó cũng ít nói lắm. Nó cũng như là nhiều khi hai cha con cả ngày không có nói chuyện với nhau. Thì mình muốn có một người con rể về trong cái gia đình cho nó vui ấy mà. Nhưng mà con chị cũng ít nói quá, thử không biết sao, chị cũng thông cảm đi ha. Tôi cắt lời anh nè. Anh muốn vui vẻ, anh muốn hạnh phúc thì con tôi vẫn có cái vui vẻ hạnh phúc mà anh nhận không ra. Đó là gì? Bữa cơm gia đình. Con tôi vẫn nấu cơm, nấu ăn mà. Biết nấu ăn để lo cho bữa cơm gia đình, hạnh phúc ở đó mà anh nhìn không ra mà thôi. Dạ, rất tiếc phải không ạ? Có lẽ ở đây không phải là nhìn ra hay không ra, mà là tiêu chí của nhà gái rất rõ ràng là tìm một chàng trai hoạt ngôn chút xíu, phải không? Đúng, để dễ dàng kết nối với con gái mình chứ không có chê con trai mình gì đâu. Vậy thì liệu rằng khi mà cậu con trai gia đình số 3 xuất hiện tại đây, nghe cậu ta cất lên những tiếng nói để biện minh cũng như là để nói về đức tính của mình, thì liệu rằng có làm cho nhà gái phải tiếc hay không? Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại để mời anh ấy gặp quý vị. Thưa quý vị, như vừa nói với quý vị lúc nãy, ngay bây giờ hãy cùng diện kiến cậu con trai nói ít mà làm nhiều, là giỏi nấu ăn của gia đình số 3. Xin mời! Nãy giờ á, ở phim trường này là có nghĩ em ít nói lắm. Bây giờ này em giới thiệu tên của mình một lần nữa cho mọi người cùng nghe và giải quyết luôn cho nhà gái có thật sự là mình ít nói đến mức độ mà mình sẽ hạn chế giao tiếp với người trong gia đình mà mình chỉ biết làm không thôi không? Dạ, em chào anh Phương Hiếu cũng như là chào tất cả các bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Văn Vũ và hôm nay là em 32 tuổi. Em thì đang làm công việc là trợ lý giám đốc cho công ty đo đạc địa chính. Đặc biệt hơn nữa là em cực kỳ thích nấu ăn. Em nói ít nói nhưng mà kiểu như ít nói với người lạ, nhưng mà sẽ nói nhiều và rất là nhiều với người thân. Dạ. Ba nhà gái thấy sao ạ? Thôi rồi coi như đó, hả, bên nhà gái cũng đã quyết định về rồi, cho quyết định về đi. Dạ, nghĩa là ba vẫn không có thay đổi quan điểm gì khi nghe chàng ta giải bày. Rồi, đúng. Dạ. Thưa quý vị, nói gì nói, chuyện cũng đã như vậy rồi. Và ba nuôi của nhà gái vẫn quyết tâm không thay đổi quan điểm của mình. Thì thôi, chúc cho em nè, tiếp tục công việc mình làm tốt hơn. Chúc mẹ và em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thật ra thưa quý vị, không có trách ba nhà gái được. Nhà sản xuất phim mà, dĩ nhiên đã có rất nhiều kinh nghiệm để nhìn một ai đó để đánh giá, phải không ạ? Cho nên việc mà chúng ta từ 4 ứng viên thì 3 ứng viên xuất sắc vào vòng tiếp theo thì còn gì bằng nữa. Hãy cùng đến với vòng 2 của chương trình mang tên Đập Hộp Kén Rể thôi. Vòng 2, Đập Hộp Kén Rể. Ở vòng 2, hình bóng của 3 chàng trai lần lượt xuất hiện qua chiếc hộp được đặt trên sân khấu. Các chàng trai sẽ tạo dáng trong vòng 30 giây để gia đình cô gái quan sát. Sau 30 giây, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau cùng, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, chúng ta đã có mặt tại vòng 2 của chương trình mang tên Đập Hộp Kén Rể. Đã đập hộp phải có cái hộp phải không ạ? Ngay từ vòng này trên sân khấu sẽ xuất hiện một chiếc hộp bí ẩn. Lần lượt từng gia đình nhà trai, cậu con trai cưng của họ sẽ ở trong chiếc hộp này. Và nhà gái cũng chưa được thấy mặt luôn, chỉ thấy qua hình ảnh phản chiếu của ánh đèn để thấy bóng dáng của chàng trai này. Và từ chiếc hộp này, mỗi chàng trai sẽ có 30 giây để thể hiện cử chỉ điệu bộ, để khoe với gia đình nhà gái. Từ đó nhà gái sẽ đoán xem liệu chàng trai này có tính cách như thế nào. Sau khi 30 giây thể hiện xong thì lúc này mẹ của từng chàng trai sẽ có thêm 1 phút nữa để hỗ trợ con mình, thuyết phục gia đình nhà gái giữ con mình lại. Tại vì sau vòng 2 này tiếp tục lại có một gia đình nhà trai nữa phải dừng cuộc chơi. Cho nên một lần nữa ba Tuấn cùng 2 người bạn của Phương Anh hãy quan sát để ý thật kỹ ha, để chúng ta cùng đưa ra quyết định đúng đắn. Và bây giờ trên sân khấu, thưa quý vị, chiếc hộp bí ẩn đã xuất hiện và mẹ của gia đình nhà trai số 1 cũng đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem 30 giây của cậu con trai gia đình số 1 sẽ thể hiện như thế nào. Bắt đầu! Thưa quý vị, kịp lúc có một động tác dễ thương là hình trái tim em gửi đến em đó. Còn bây giờ mẹ của chàng trai số 1 sẽ có 1 phút. Mẹ ơi nhớ nha, chỉ có 1 phút thôi. Hãy dành những lời nào đó đi thẳng vào trái tim của nhà gái để chiếm tình cảm. 1 phút dành cho mẹ. Bắt đầu. Dạ thì cũng như là anh thấy đó, con trai em thì cũng khá là phong độ. Ngoài những cái bệnh nhân đó, đang rất là cần máu mà con trai em cũng dám hiến 40 lần để cứu sống những bệnh nhân. Thì con gái anh đang cần một tấm lòng thì con trai em cũng sẵn sàng hiến cả cuộc đời cho con gái anh ạ. Nếu như mà con mà chọn con trai cô làm chồng đó, thì cuộc sống của con khá là bình yên và được chăm sóc một cách tuyệt đối. Xin chúc mừng mẹ nhà trai đã vừa kịp thời gian mà chúng ta đã nói được cho cả nhà gái và cả cho con dâu tương lai luôn. Phải không ạ? Nhà gái cảm nhận như thế nào với phần chia sẻ thêm này? Em nhìn thấy cái anh này bên ngoài chắc là bảnh bao, đẹp trai lắm, trau chuốt lắm anh. Cô gái là số dách luôn á. Rồi ảnh hiến máu này kia là ảnh cũng là người biết nghĩ tới người này người kia. Thì bạn gái của ảnh thì si nhơ gì trời. Đúng không anh? Ủa là sao ta anh cấn nè? Em nhìn đâu ra người ta? Cái tướng em nhìn ở trên cái bóng hình đó anh. À, dạ. Nghĩa là cái tướng này là đào hoa. Đào hoa rất là bảnh trai. Rất là bảnh trai. Đúng rồi, chắc cũng mồm miệng thả thính con gái này kia nhiều lắm. Mồm miệng thả thính con. Nhưng mà cũng là người biết chăm sóc quan tâm đến người khác. Ảnh hiến máu nhiều lần á anh. Đúng rồi. Ảnh là biết nghĩ tới những người ngoài thì không chi. Trời ơi, lấy Phương Anh này kia về. Đúng không? Thì còn lo đến tới cỡ nào nữa. Em thấy là hiến máu là có một tấm lòng tốt đối với cộng đồng. Nhưng mà về với Phương Anh thì chắc có lẽ anh cũng làm những việc bổ ích và tốt và chăm sóc cho Phương Anh có một cuộc sống rất là ấm no. Bạn trai này cao ráo, chuẩn men, đẹp trai, tạo tướng cũng chuẩn men. Men hơn em không? Men vậy như là men hơn em rồi anh. Men hơn là cái chắc rồi chứ trời. Vậy là nãy giờ mình khen đó phải không? Dạ. Mà gặp em là Phương Anh là em chịu anh này liền. Chịu anh này liền. Chịu ngay lập tức luôn. Phương Anh ơi, để chọn ngay nha Phương Anh. Chọn luôn, chọn liền luôn. Khoan, từ từ con, từ từ để. Dạ ba Tuấn tuổi trẻ nó bồng bột hả ba ha? Đúng rồi. Dạ. Hai đứa bậy vội quá. Tao coi coi. Thì nói chung ra là cháu nó cũng có một tấm lòng cao cả đó. Dạ. Hiến máu cho nhân đạo là nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi hiến máu nhiều quá rồi về nó còn sức khỏe không, nó chăm con mình mới là điều quan trọng nữa. Hay về nó yếu xìu nó chống gậy chết nữa. Dạ không anh, có nghĩa là khi mình hiến máu á, thì bên Bộ Y tế người ta sẽ xem cái lượng như vậy là đã đủ cái sức khỏe của mình không thì người ta mới lấy. Chứ không phải là cứ mình đi hiến là người ta đều lấy hết ạ. Với lại cô là bạn này là thích hay tập thể dục thể thao. Đúng rồi. Vậy tập thể dục thể thao nhiều thì có sức khỏe rất là tốt. Dạ. Nói chung là hai em chịu toàn diện phải không? Gặp em là em chịu liền luôn ha. Em không có từ chối đâu. Nói chung á, có lẽ là cách tạo dáng của bạn nè, năng nổ, dễ thương, nhiệt tình, phải không? Cho thấy đây là một chàng trai đúng là năng động và cởi mở, lại có tấm lòng nữa thì ai mà không thích. Chúc mừng mẹ nhà trai số 1 đã có những tín hiệu tích cực sau thử thách này. Chúng ta tạm chia tay với mẹ nhà trai số 1 để xem nhà trai số 2 sẽ thể hiện như thế nào. Thưa quý vị, lúc này nhà trai số 2 đã vào vị trí rồi. Chúng ta cùng xem 30 giây để coi cậu con trai thể hiện như thế nào. Xin mời. Yeah. Thưa quý vị, rất là nhiều dáng được tạo để chúng ta thấy được đâu đó đoán được một phần tính cách đây cũng là một chàng trai năng động. Vậy thưa mẹ, mẹ sẽ có 1 phút để tiếp lời thuyết phục gia đình nhà gái. 1 phút dành cho mẹ, bắt đầu. Đây là con trai của mình, rất là năng động. Ở đây mình thấy là em đã tự quán xuyến hết những cái công việc của em ở đây. Với lại cái thứ hai nữa em thấy hợp nhất nhà gái là gặp cái gu thời trang của con dâu mà cũng hợp với xu hướng thời trang của anh xui đó. Ở đây là em nói chung là nếu mà về nhà anh á thì em thấy hoàn toàn là hợp với gia đình anh. Ở đây em có thể bảo quản cho bé và lo hạnh phúc cho con. Thật là hạnh phúc nha con. Còn nữa bé, 10 mấy 15 giây con quyết định. Dạ cũng em nói chung là hợp với anh với lại gia đình, và em có thể mà làm cho một cái tổ ấm, một cái tình yêu nó đông đầy hơn, hạnh phúc hơn. Với lại một người con gái như vậy thì chỉ mong hạnh phúc thôi, đúng không con? Còn gì mà không đúng nữa. Một người con gái có lẽ điều mong muốn nhất đó chính là được hạnh phúc. Dạ, nhà gái nghĩ như thế nào với chia sẻ của nhà trai ạ? Chú Tuấn ơi, con thấy là bạn trai này năng nổ thì có đó, nhưng mà thấy có vẻ như là hơi yếu một chút. Chỗ nào thấy yếu? Thấy bề ngoài nó có vẻ như yếu ớt, nó mềm mại sao đó anh. Cái đó là dẻo ạ, không phải mềm mại ạ. Người ta có nghề, người ta tập luyện dữ lắm mới dẻo tay như vậy. Dẻo với mềm mại mà cái kiểu ẻo lả nó khác. Trời ơi, em nghĩ là cái bạn này ha, trau chuốt cái vẻ bên ngoài này kia kỹ lắm, nhưng mà chắc cũng lố lên lắm á. Thấy chải đầu, vuốt keo, ăn mặc này kia như vậy, hợp thời trang quá à. Thiệt mà cũng nghi ngờ về giới tính quá à. Yêu bản thân mình có cái gì sai, nhưng mà làm quá cũng nghi ngờ về giới tính á anh Hùng ơi. Nhưng mà nghĩ bạn trai này có vẻ như là có tính năng động, có thể là về với Phương Anh thì giúp cho Phương Anh tạo một cái niềm vui phấn khởi nào đó rồi. Mình nghĩ tích cực đi thì đúng rồi, nhưng mà phải có một chút mà mình nó mạnh mẽ, nó phong trần chút xíu. Không, em nó rất là mạnh mẽ đó em. Rất là mạnh mẽ, nhưng mà tại vì em nó có cái gu thời trang, thành lên lúc nào cũng đi xu hướng đầu. Thành nên với lại em cũng đã ra đời và tự lập á, thành nên em lúc nào cũng mạnh mẽ hơn mọi người khác. Như cô á, là chị thích cho một người con trai là để mạnh mẽ, để bảo vệ cái ngôi nhà nhỏ của em thôi. Cái hạnh phúc đông đầy. Từ vòng đầu có lẽ là mẹ đã tự hào giới thiệu con trai của mẹ là một chàng trai rất là fashion, phải không ạ? Đúng. Rất là hiện đại. Phải không ạ? Đúng ạ. Rõ ràng là thấy mẹ tự hào vì con mẹ là bắt kịp xu hướng rồi. Rồi chưa gì là mẹ nói có cùng style thời trang với cả ba nuôi và cả em ở đây, chứng tỏ rằng là nhìn hai ba con này, sang trọng như vậy chúng ta phải có niềm tin chứ, phải không ạ? Còn ba nuôi nghĩ sao ạ? Nói về thời trang á, thì anh cũng xin thưa với em, anh cũng rất thích chọn một rể về thời trang. Tại vì anh bên sản xuất phim, đôi khi anh cũng cần có một chàng rể nó nắm về thời trang để mà nhiều khi nó phụ với anh có những cái chẳng hạn như là những cảnh diễn hay là này nọ của diễn viên á, thì có những bộ đồ nó thích hợp này nọ kia, cũng góp ý với anh. Nói chung anh cũng thích. Dạ. Nhưng mà em cho anh thời gian suy nghĩ lại chút ha. Dạ được chứ ạ. Thích là được rồi, vỗ tay. Quan trọng bắt đầu có điểm chung rồi. Ít ra cũng có điểm chung. Nếu mà thời trang, cái style như em, cái phong cách như em thì em thích không? Có đúng không? Đi ra đường thấy xứng lứa vừa đôi, phải không? Như trời sinh cặp. Cái đó nó quan trọng vô cùng. Thưa quý vị, đó là những tín hiệu tích cực từ phía nhà trai số 2 đã mang đến sau khi thực hiện thử thách tại vòng 2. Còn nhà trai thứ 3 thì sao? Chúng ta cùng đón xem nha. quý vị, con trai và mẹ của nhà trai số 3 đã vào vị trí nào? 30 giây dành cho cậu con trai thể hiện bắt đầu. Nếu như mà quý vị là cậu con trai đứng trong đó, mình tạo được bao nhiêu dáng, mình phải thể hiện tính cách như thế nào, đó là cho thấy thử thách của chương trình trong chiếc hộp rất là khó, phải không ạ? Nhưng không sao, bây giờ mẹ của chàng trai sẽ có 1 phút nữa để thuyết phục gia đình nhà gái. Và mời mẹ vào cuộc. Thì con trai em là một người nhạc sĩ, thì là một người nhạc sĩ cho nên là sẽ có một cái trái tim rất là ấm áp và một cái gọi là cái tấm lòng, cái sự nhạy cảm trong tâm hồn của mình nó cũng rất là nhiều. Thì cũng giống như anh cũng biết rồi, cái người nghệ sĩ á, thì cái tâm hồn của họ rất là nhạy cảm, cho nên sẽ thấu hiểu được cái đối phương cần gì, muốn gì để có thể đáp ứng được cái điều đó, để mang lại cái hạnh phúc cho đối phương của mình. Và cái điều đặc biệt nữa là mặc dù là con trai của em nó nhút nhát thiệt, nhưng mà nó rất là năng động trong cái lĩnh vực thể thao, chứ không riêng gì là chỉ viết nhạc không đâu. Và em cũng xin chia sẻ thêm là trong cái đội tuyển bóng đá của quận á, thì con trai ở cái vị trí là thủ môn, đạt được một cái thành tích khá. Và mẹ cũng rất là vinh hạnh về con là đạt được giải 3 giải đồng đội của quận. Dạ hết giờ luôn ạ. Xin mời ba nhà gái, không biết là bên nhà gái mình nghĩ gì về những thông tin mà nhà trai vừa chia sẻ ạ? Anh cũng có xíu ý kiến, tức là con em là nhạc sĩ đúng không? Dạ. Thì anh bên nhà sản xuất phim. Dạ. Thì anh cũng đang hướng về con em á. Dạ. Là vì trong những cái phim của anh sản xuất ra thì anh cũng cần có một nhạc sĩ để viết nhạc cho phim anh, thì rất tiện, cho nên em cũng cho anh suy nghĩ lại ha. Dạ. Quan trọng là gia đình nhà gái phải đâu đó tìm thấy những điểm chung trước đi, rồi mình cân đo đong đếm sao. Tại vì ba chàng trai, ba ứng viên này đâu đó cũng đã cho thấy những lợi thế của mình rồi, mình cân nhắc lại mà thôi. Vậy thì khi mà ba người mẹ cùng trở lại sân khấu thì gia đình nhà gái sẽ có quyết định dừng cuộc chơi với ai. Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ trở lại ngay thôi. Thưa quý vị, ba người mẹ của nhà trai đã trở lại sân khấu rồi. Bây giờ để xem nhà gái sẽ cân đo đong đếm và đưa ra quyết định như thế nào. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian hội ý đã hết. Chúng ta cùng xem quyết định của ba nuôi nhà gái như thế nào. Mời ba đứng dậy và đưa ra quyết định dừng cuộc chơi tiếp theo. Tôi xin dừng cuộc chơi. Với gia đình số 3. Số 3. Chắc là quý vị cũng giống như tôi, hơi hoang mang nhẹ. Tại lúc nãy ba vừa nói là nhạc sĩ đồ này nọ rồi sẽ phù hợp với công việc của ba đồ, viết nhạc cho xưởng phim của ba vân vân. Sao giờ dừng cuộc chơi rồi ba nuôi? Tại vì á là anh cũng nói cho MC và em nghe là vì anh quen rất nhiều nhạc sĩ, rất nhiều, nhưng mà thấy hình như là các bạn nhạc sĩ đa tình, lăng nhăng bồ bịch dữ lắm. Thôi mình cũng sợ con mình sau này nó khổ, em cũng thông cảm, nhạc sĩ mà. Trời ơi, đa tình lắm anh ơi, đã là nhạc sĩ là chắc chắn là phải đa tình rồi, sáng người tác ta đa tình với âm nhạc, đa tình thì chắc chắn rồi, phải có nhiều. Người ta đưa tâm hồn vào âm nhạc, từ âm đưa nhạc, tâm hồn vào âm nhạc, nhưng mà người ta biết sao rung động là của cô này cô kia. Mà bạn em á cũng ca sĩ nhiều, em cũng biết đó anh, nhạc sĩ đào hoa nhiều lắm anh ơi, thiệt luôn á. Thật ra Hiếu vẫn biết nhiều anh nhạc sĩ chung tình lắm. Thôi thì đó là góc nhìn của nhà gái, cũng như là cách tiếp xúc và các mối quan hệ của ba nuôi. Nhưng mà khi mà mẹ nhà trai nghe như vậy thì con của mẹ thật sự có phải là một chàng quá đa tình, quá đào hoa theo phong cách nhạc sĩ mà ba nhà gái đang định nghĩa không? Những cái nhận xét của anh tôi ghi nhận, nhưng mà nó sai hoàn toàn, nó không đúng. Thực sự là con trai của tôi á là nhạc sĩ, nhưng mà vì ít nói nhút nhát, khó có mà bày tỏ trước mặt đông người á, thành ra là sẽ dùng cái tâm tư của mình, cái nỗi lòng của mình gửi gắm vào từng bài hát, từng bài nhạc. Để thí dụ như là thấy cái ca sĩ nào mà có thể thể hiện được tốt cái bài hát của mình, cái nỗi lòng của mình, thì sẽ nhờ cái ca sĩ đó thể hiện và nói lên giùm mình cái nỗi lòng của mình, là như thế. Dạ mẹ ơi, quan trọng như thế này nè mẹ, tại vì rõ ràng á, thật ra mà nói với nhạc sĩ có tâm hồn nhạy cảm thì đúng, nghĩa là họ dễ nhạy cảm với một điều đẹp đẽ, dễ nhạy cảm với một điều dễ thương, dễ nhạy cảm với một nét gì đó nó duyên dáng, nó duyên thầm của những thứ mà họ thấy. Cho nên nhiều người cứ ngỡ rằng nhạc sĩ chắc là đa tình lắm. Đúng, họ đa tình với âm nhạc, họ đa tình với âm nhạc, nhưng mà chắc chắn luôn là chung tình với người yêu của mình và vợ của mình. Cho nên rất có thể quan điểm của mỗi người mỗi khác nhau, đưa ra quyết định này mà thôi. Và để xem khi cậu nhạc sĩ này xuất hiện tại đây thì ba nuôi nhà gái có suy nghĩ gì khác hay không. Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ mời cậu ấy gặp gỡ quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng chào đón chàng nhạc sĩ con trai của gia đình số 3 xuất hiện tại sân khấu này. Xin mời. Dạ ba nhà gái, ba nghĩ sao? Đúng ra là cái ngành nghề của con thì chú cũng thích lắm, nhưng mà bạn bè của chú là nhạc sĩ nhiều lắm, cho nên chú thấy hình như là 10 người bạn nhạc sĩ, hết 7 người là không có chung thủy, cho nên chú cũng sợ. Bây giờ con trước mắt con còn trẻ thì con là chung thủy, nhưng về sau chú sợ cái về sau, cho nên thôi chú cũng con cũng thông cảm nhiều với chú nha. Tuổi trẻ con dài con. Dạ, chúc mẹ em nhiều may mắn. Cảm ơn đã đến với chương trình. Thưa quý vị, nói gì nói, Phương Anh đã không may mắn còn sự yêu thương của ba lẫn mẹ ruột. Chính vì vậy mà trọng trách ba nuôi lớn hơn rất là nhiều, phải làm thay công việc cho cả hai người để đem đến những gì tốt đẹp nhất và an toàn nhất cho Phương Anh. Chính vì vậy không trách được. Cho nên dẫu sao thì chúng ta vẫn còn hai ứng viên xuất sắc nhất để cùng đến với vòng quyết định mang tên Thử Thách Xuôi Da. Vòng 3, Thử Thách Xuôi Da. Ở vòng 3, hai chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 30 giây để chinh phục trái tim cô gái. Sau 30 giây, hai vị phụ huynh sẽ xuất hiện cùng với hai món bảo bối đắt giá nhất mà họ đem đến chương trình để chinh phục gia đình không gia tương lai của mình. Vòng 3 sẽ càng hấp dẫn hơn khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn có bước vào bên trong chiếc hộp với chàng trai đó hay không. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đang có mặt tại vòng quyết định thử thách Suya. Mỗi cậu con trai khi xuất hiện tại đây sẽ có 30 giây để tỏ tình với Phương Anh. Sau đó thì mỗi người mẹ sẽ cùng quay trở lại với con trai mình và trên tay mang theo một bảo bối để chinh phục gia đình nhà gái. Và cuối cùng họ sẽ cùng nhau đồng hành để làm một điều quan trọng nữa là ra sức thuyết phục nhà gái vì sao nên chọn con trai mình mà đừng nên chọn con trai của nhà đối phương. Còn bây giờ hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu để gặp gỡ và diện kiến cậu con trai gia đình số 1. Rồi, câu đầu tiên giới thiệu tên một lần nữa cho Phương Anh được biết cũng như khán giả được biết nè. Dạ, họ tên đầy đủ của em là Bùi Phúc Lộc. Phúc Lộc, bây giờ Phúc Lộc sẽ có 30 giây để tỏ tình với Phương Anh đây. Nhìn mặt con gái người ta cái đi hồi hộp cái gì nhớ nha, chỉ có 30 giây thôi. Tận dụng thời gian này để tỏ tình. 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Anh cũng không biết nói gì nhiều, thì lần đầu tiên gặp em thì anh xin chào em và chúc em mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là đàn ông cũng không cần nói đâu, chỉ cần làm thôi. Và cái công việc cũng như cái định hướng tương lai của anh thì nó cũng có rồi và anh cũng thấy nó phù hợp với gia đình của em cũng như bác trai. Thì anh mong là sẽ có duyên với em để mình có thể đi lâu dài được với nhau. 5 giây nữa, một câu ngắn gọn, nhiều cảm xúc nhất đó là em nghĩ là nãy giờ đủ rồi. Em nghĩ vậy đúng không? Nói chung mình dùng chiến thuật là nó ít hiểu nhiều. Dạ. Phải không? Chúc em gặp nhiều may mắn. Mời em về vị trí bên kia đến giờ chút xíu. Dạ. Thưa quý vị, một chàng trai của một gia đình đã xuất hiện. Chúng ta cùng diện kiến chàng trai còn lại. Xin mời. Chào em. Anh tên là Trần Thịnh Cường. Năm nay anh 27 tuổi. 27 tuổi, rồi. Đứng xích vô đây, hướng mắt về nhau ha. Mình có 30 giây để tỏ tình nha. 30 giây, bắt đầu. Người ta thường nói á, trai hư á thì không có tốt, còn trai ngoan á thì lại không có vui. Nhưng mà anh là cả hai. Em có muốn một người yêu vừa ngoan mà vừa tốt không? Thì đó bên anh đã bảo với em mỗi ngày trôi qua đều là một ngày cực kỳ mới mẻ. Hãy chọn anh nha, Phương Anh. Vẫn còn 5 giây. Dạ. Thưa quý vị, hai chàng trai đã có 30 giây rồi. Chàng nào cũng nói đúng trọng tâm và cần những thứ mình cần nói. Bây giờ để xem khi hai người mẹ cùng trở lại với con mình sẽ mang theo món bảo bối gì. Chúng ta cùng chờ đón hai người mẹ tuyệt vời đêm nay. Thưa quý vị, như vậy là hai người mẹ đã trở lại với con trai của mình. Và chúng ta thấy đó, trên tay mà mẹ đã mang theo là bảo bối và con vẫn đang cầm rất là chắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Rồi, bây giờ là em sẽ dùng tay của mình khám phá. Em chạm được cái gì? Cứng, mềm, to, nhỏ, vuông, tròn, chữ nhật, gai, góc ra sao? Em giới thiệu để cho bên nhà gái của mình đoán xem đó là gì. Mời em. Rồi, thấy cái gì? Cái gì nó có góc cạnh á. Có góc cạnh. Cứng hay mềm hay dẻo? Nó cứng. Nó cứng. Hình gì? Vuông hay tròn? Nó có 5 cánh. Có 5 cánh. À, có 5 cánh. Nó có cái thanh ở dưới á. Có 5 cánh mà có cái thanh ở dưới. Dạ. Tiếp. Hình như nó chỉ nó giống như là một cái cây xong rồi nó có một cái thanh gì ở dưới này. Lồng đèn. Không, không phải đồng đen. Không, để coi cái này cái gì ta. Đó là gì ạ? Nhà gái đoán ạ. 5 cánh, 5 cánh. 5 cánh. Ngôi sao. Nó có cái cây ở dưới nữa. Kim cương, bạch kim. Huân chương. Cái gì? Huân chương hiến máu. Đúng rồi. Thành tích hiến máu được 40 lần được huân chương. Có mấy cái dây đeo. Không có dây, không có dây đeo không. Cái này to. Huy chương. To, huy chương. Đúng là có 5 cạnh nha. 5 cạnh. Đó huy chương, đó anh, đó đeo đây nè. Thật ra là Phương Hiếu cũng chưa hiến máu đến 40 lần, cho nên cũng không biết là cái kỷ niệm chương nó lớn hay nhỏ. Nhưng mà rõ ràng là với độ to này thì mình hoàn toàn có thể nghi ngờ ha. Rồi chốt đó là huân chương. Em được khám phá, em đoán đó là gì? Em cũng là một cái huy chương mà có ngôi sao. Huy chương mà có ngôi sao rất là to ha. Rồi dạ, để anh mở ra cho. Huy chương thưa quý vị, đó là đáp án của nhà gái. Một cái cán dài lòi ra trước tiên. Một cái cán dài lòi ra trước tiên, chứ chưa thấy góc cạnh nha. Cái cán tiếp tục dài thêm nha. Và đó là ngôi sao may mắn. Mời mẹ, món báu vật này tượng trưng cho điều gì mẹ muốn gửi gắm đến cho nhà gái? Mời mẹ bắt đầu. Ngôi sao này là thể hiện cho sự cống hiến cho đời. Và khi mình cống hiến được cho đời thì mình rất là vui. Và khi con về với con trai cô á, thì con sẽ có một cuộc sống rất là vui vẻ. Và hai đứa sẽ làm đẹp cho đời. Đó chính là thông điệp mà nhà trai muốn mang đến cho nhà gái. Một lần nữa muốn khẳng định đây là một chàng trai luôn có tấm lòng cống hiến cho người khác, đặc biệt là cho đời. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Cảm ơn mẹ đã mang đến thông điệp này để chinh phục cho gia đình nhà gái. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với món bảo bối của gia đình tiếp theo. Mời Phương Anh qua đây. Phương Anh khám phá, mô tả, xin mời. Cái hộp. Cái hộp chắc chưa? Chắc. Bằng gì? Hộp bằng gì? Nó bằng nhựa. Bằng nhựa, vuông, tròn, chữ nhật. Vuông. Vuông, nhỏ, to khoảng bao nhiêu cm? Giống hộp quà. Có cái nơ. Giống hộp quà có cái nơ. Quá nhiều dữ liệu, chốt. Nhỏ. Nhỏ. Cái nhỏ. Chắc cái nhẫn à. Nhẫn. Nhưng mà nó là cái hộp ở trong thì không biết. Thì mở cái thì đó, mở cái hộp ra trong có nhẫn. Đâu mở được. Nghĩa là hộp nhẫn. Hộp nhẫn. Cái hộp nhỏ đúng không Phương Anh? Không, nó vuông vuông vuông. Để tôi. Cái hộp. Cái hộp vuông. Bề ngang đã là hình vuông rồi thì nó khoảng tầm là 3 cm. 3 cm. Gần vừa cái nhẫn rồi đó. Mỗi cạnh là 3. Đúng rồi, cái nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Kim cương. Hộp xoàn ở trong chậu. Hôm nay đi kiếm vợ mà. Đúng, đúng, đúng. Rồi, cái nhẫn kim cương ở trong. Xác nhận đó là nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Mở hả mẹ? Dạ mời mẹ. Mời mẹ cùng mở ra để cho mọi người cùng thấy đó. Con cùng mở với mẹ nhé. Hai mẹ con mình nhé. 1, 2, 3. Một cặp nhẫn cưới à. Dạ mời mẹ, vì sao mình mang cặp nhẫn cưới này để thuyết phục nhà gái ạ? Đây là nói lên, em muốn nói lên đây là hai cháu nó là một cặp mà trời xanh một cặp ạ. Đó là có hai cái style giống nhau mà có cái tuổi đẹp giống nhau, thành nên em muốn nói lên một cặp nhẫn này có nghĩa là hai đứa nó đã thành một đôi rồi ạ. Dạ, có đôi có cặp phải không mẹ? Chuẩn bị cho ngày đám hỏi luôn. Chưa gì luôn mà đã tới ngày đám hỏi rồi. Cái này là dạ hỏi được rồi phải không? Cái mẹ muốn nói với con là con trai của mẹ là có một cái xu hướng là đi trước hiện đại thời trang. Con gái mình lập gia đình thì cũng mong cho mình khi mình lập gia đình rồi mà mình vẫn xinh đẹp ha. Thành con của mẹ thì sẽ làm cho con luôn dù có lập gia đình đi nữa con vẫn xinh đẹp như bây giờ. Con hãy tin con của mẹ. Thưa quý vị, như vậy hai món bảo bối mà hai gia đình nhà trai mang đến đây đều có ý nghĩa riêng. Một bên là trái tim dành trọn cho đời, đó chính là tấm lòng nhân ái, sự quan tâm và sẻ chia. Một bên là sự đảm bảo về song hành cùng nhau, có đôi có cặp, và cũng chính là hạnh phúc lứa đôi trong thời đại mới. Vậy thì liệu rằng sau khi màn trình báu vật này thì gia đình nhà trai còn những quan điểm, những dữ liệu nào để thuyết phục gia đình nhà gái trong phần thách thức xuôi gia? Cho nên ngay bây giờ đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, hai nhà trai đã làm rất tốt rồi, nhưng họ còn cách chiến thắng thêm một bước nữa. Ngay bây giờ, mời hai nhà trai hãy cùng đưa ra quan điểm để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao không nên lựa chọn con trai của gia đình đối thủ. Ngay bây giờ, mời hai nhà trai bắt đầu. Mình sẽ nói là tại vì bên đây là có một cái tấm lòng tốt thì mình nó đúng rất là trọng. Nhưng mà đối với con của mình á, là với bản thân mình á, thì một cái mái nhà hạnh phúc rồi xong rồi mới tới mọi người. Mình có đầy hạnh phúc yêu thương vợ con thì mình mới dung đáng ra ngoài được. Còn bên đây thì nói chung có cái tình yêu thương mình cũng quý chứ không phải không. Nhưng mà không chỉ có lan tỏa xung quanh mà chưa có khẳng định là cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Bên đây thấy sao ạ? Khi nghe bên kia nói như vậy. Theo mình thấy thì phim họ nhà trai bên đây cũng rất là dễ thương. Có những cái phần mà dành cho họ nhà gái cũng khá là ok. Về vật chất, nhưng mà theo mình thì nhiều đó chưa có đủ. Tại vì cái phần đẹp trai của bên họ nhà trai bên đây á, thì nó quá là mềm yếu. Còn như con trai mình thì nhìn vào một cái là thấy là phong độ và rất là mạnh mẽ rồi. Còn với lại con trai mình thì cũng rất là cầu tiến và giống như là trong sự nghiệp á, cũng rất là luôn học hỏi để phấn đấu cho cái cuộc sống nó phát triển mạnh hơn để đảm bảo được cho cuộc sống gia đình. Với lại cái quan trọng nhất là có một cái tấm lòng. Khi mà mình có một cái tấm lòng bao dung, biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, với mọi người, thì mình mới có một cái tấm lòng để quan tâm với gia đình và con cái và mọi người xung quanh. Thưa với này, nhà trai bên đây là mình mà chị đang nói con mình là mềm yếu. Con mình là không mềm yếu đúng lúc và mạnh mẽ đúng chỗ. Đối với vợ con thì mềm yếu, nhưng đối với ra ngoài em đã trang trải hết và em rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ở dưới là cái gia đình ấm áp đó, bảo bọc và yêu thương á, thì em rất là đầy được lợi lực đó. Và nên chị không thể nhìn cái bề ngoài của em được đâu. Tại vì em nếu mà mình nói là em bị mềm yếu thì em đâu có tự lực mà vươn lên mà không cần mẹ bảo bọc. Còn tài chính là em tự lo. Hồi nãy thì chị có nói là đối với vợ con thì là mềm yếu, đúng không? Thì nếu mà với vợ con mềm yếu thì làm sao mà có đủ sức mạnh để bảo vệ được vợ con, đúng không? Bảo vệ vợ con khác, mềm yếu là nhỏ nhẹ với vợ con, chiều chuộng vợ con mình, chiều chuộng người vợ của mình, nâng niu về biết đó là hoa đẹp mà để cưng, chứ không phải là mềm yếu ở đây mà là nói là không bảo bọc được. Với lại mình cũng thêm đính chính nữa là con trai mình theo nghề nghệ thuật đó thì cũng khá là phù hợp với lại bên ba vợ, thì vừa được cả bên vợ với ba vợ thì nó rất là hợp nhau á. Ở đây mình cũng xin thưa là nhà gái đây, anh Xuôi Trai đây thì nghệ thuật, nhưng mà mình cũng vẫn thấy cái mạnh mẽ của ảnh, và cũng có một con mình nó cũng một cái mềm yếu và cũng có một cái mạnh mẽ giống ảnh đó. Ở đây thành mình nên nói là mình có hai điểm, con mình có hai điểm giống anh Xuôi và giống bé đây. Thì mẹ cũng nói với con là con của mẹ đủ làm cho con tỏa sáng và xinh đẹp như ngày nào. Nếu như mà con mà chọn con trai cô làm chồng á, thì cuộc sống của con sẽ an toàn hơn và được chăm sóc một cách đặc biệt. Ngay bây giờ tôi sẽ cho thời gian để hai cậu con trai bắt đầu đưa ra những quan điểm của người trong cuộc, chính là người đang đến đây tìm kiếm tình yêu của mình để thuyết phục gia đình nhà gái. Thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Trước khi con xin nói về quan điểm của con trước, thì có thể mẹ con dùng từ hơi sai là mềm mỏng chứ không phải là mềm yếu. Thì đối với con thì gia đình mình không có nên quá cứng rắn, mình phải luôn mềm mỏng và uyển chuyển theo nó. Ví dụ như ở gia đình mình thì không thể nào tránh khỏi những cái cuộc cãi vã với nhau, thì mình là người đàn ông thì mình nên mềm mỏng, mình nên biết nhu biết cương khi nào mình nên cứng và khi nào mình nên mềm mỏng thì như vậy sẽ tốt hơn. Còn người đàn ông thì lúc nào mà cũng tỏ ra mình là người cứng rắn, mình là người mạnh mẽ, một người alpha thì nó sẽ không có hạnh phúc. Dạ. Thì sau khi nghe bạn trai bên đó nói thì hồi nãy giờ mình hơi em nghĩ là mình hơi chú trọng về cái việc mạnh mẽ hay là cứng rắn hay là yếu đuối. Thì em nghĩ những điều đó thì tất cả những đó gọi là cung bậc, gọi là những điều có thể xảy ra trong cuộc sống. Thì cái chính là mình biết dung hòa cái nào cần làm và không nên làm. Thì với riêng bản thân em thường là em lo cho cái chung trước, lo cho cái lớn trước, rồi xong mà không phải là mình bỏ cái nhỏ, mà cái nhỏ mình lại càng lo kỹ hơn, tại vì cái nhỏ đó là gia đình của mình. Với xã hội thì mình lo được thì không lẽ gia đình mình không lo được. Mình sẽ lo theo khả năng mình có, không phải em nghĩ là không phải có nhiều tiền mới là hạnh phúc. Theo quan điểm của em là vậy. Đặc biệt là em làm nghệ thuật thì với vai trò là một diễn viên thì tuy em chưa có nổi tiếng gì mấy, cho nên em vẫn đang theo học năm nhất của đạo diễn ở trường sân khấu. Thì em nghĩ với cái điều kiện và với cái môi trường, cái tư duy nghệ thuật thì có thể hợp với gia đình của Phương Anh. Hồi nãy bạn có nói á, là bạn muốn lo cái chung trước, rồi gia đình muốn lo sẽ lo mà chi tiết hơn. Nhưng mà đối với mình á, thì người phụ nữ bên mình là người quan trọng nhất, luôn phải đi trước. Nên nếu mà thực sự nó muốn lo cái chung á, ok, mình có thể đi cùng Phương Anh để mà đi dạo, phát đồ ăn cho những người nghèo hoặc là sau đó. Nhưng mà đi chung với nhau thì sẽ vui hơn là đi một mình. Em nghĩ sao? Bạn đã hiểu lầm cái gọi là đi của mình không phải là đi theo cái nghĩa đen của bạn. Bạn là đi phát từ thiện, bạn là rõ ràng trong trường hợp. Còn của mình á, là nó chung hơn. Cái chỗ là gì? Lo cho cái chung là hai đứa cùng lo, cùng giúp đỡ mọi người trong tất cả mọi cái, chứ không phải riêng cái chuyện mà đi phát cơm từ thiện này kia không. Là hai đứa cùng nhìn về một hướng. Làm đó. Cái gì á, thì cũng là hai đứa, chứ không phải là riêng một cái đó không. Rồi cái khác là bạn điên mình Phương Anh ở nhà sao? Dạ. Cho nên Hiếu xin được dừng phần tranh biện của hai gia đình tại đây. Rõ ràng thưa quý vị, đây chỉ là khác gu thôi. Chứ hai chàng trai này, người nào cũng có những suy nghĩ tích cực cả. Một chàng trai hướng đến cộng đồng không có nghĩa là anh ấy không lo tốt cho gia đình của mình. Tại vì anh ấy chưa có gia đình đâu mà lo. Chứ có người phụ nữ bên cạnh mà. Cho nên hoàn toàn là cái người có tấm lòng quan tâm đến người khác là một điểm cộng trước đã. Còn chàng trai bên kia yêu thời trang, sành điệu, trẻ trung, hợp thời, đâu có gì là sai. Mềm mỏng với gia đình là một trong những tố chất mà có lẽ người đàn ông nào trong gia đình cũng cần nên phải học. Rất ít người đàn ông có thể kềm lòng mình được để mềm mỏng được đúng lúc với những người trong gia đình của mình. Cho nên việc mà cả hai bạn đều có những tố chất đó càng tốt thôi. Nhưng quan trọng ở đây, mỗi gia đình chúng ta có một cái style khác nhau, một cái phong cách khác nhau đó gia đình nhà gái à. Cho nên hy vọng rằng những phút còn lại ít ỏi của chương trình, gia đình nhà gái sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian suy nghĩ cuối cùng dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian hội ý đã hết. Rõ ràng lúc này chúng ta đã chuẩn bị biết được kết quả ngày hôm nay từ phía gia đình nhà gái. Xin mời ba của nhà gái đứng dậy để đưa ra quyết định cuối cùng. Cho Hiếu hỏi, nếu là em nghiêng về bên nào? Số 1 hay số 2? Em sẽ chọn số 2 anh. Em chọn số 2 vì sao? Tại vì đem nhẫn tối là em chịu liền. Đúng không? Thương thật lòng thì mới đem nhẫn tối này kia ga lăng như vậy. Đây là người ta có gu mỹ thuật này kia, rồi người ta đem nhẫn tối nguyên cái tấm lòng, người ta có mẹ người ta ở đây nữa. Rồi cảm ơn em, đó là quyết định của em. Còn em nghiêng về gia đình số mấy? Dạ em nghiêng về gia đình số 1 ạ. Vì sao? Bởi vì gia đình số 1 là có tấm lòng cao cả, hướng cho đời, làm những việc tốt, hiến máu nhân đạo. Theo em nghĩ là công việc rất là nhân văn ạ. Thưa quý vị, trên hội đồng nhà gái đã có sự trái ngược hoàn toàn giữa hai vị quân sư. Ba nuôi hãy cân nhắc thật kỹ, quyết định của ba là quyết định cuối cùng. Mời. tôi xin chọn gia đình số 2. Thưa ba, vì sao? Vì gia đình số 2 nó hơi, nói chung là nó hợp với tôi. Một cái câu hồi nãy nó nói là về cùng hai vợ chồng đi từ thiện, nó rất hợp với lại anh Tuấn. Thì anh Tuấn hiện tại bây giờ cũng đang có một cái trung tâm nhân đạo quê hương ở tại Bình Dương. Con về đó con giúp ích ở trung tâm có lý đó mấy con. Chỉ đơn giản một câu nói đó thôi đã khiến cục diện thay đổi. Đúng. Nhà trai số 1 nghĩ như thế nào về quyết định này của nhà gái? Thì theo em thì cái quyết định đó nó khá là đơn giản đó. Tại vì khi để mà mình tìm một người chồng thì mình cần phải nhìn thấy được nhiều yếu tố. Ở đây nhà gái chọn cũng không có gì khó khăn. Tìm thấy điểm trùng hợp và tìm thấy nhiều điểm cộng thì giữ lại thôi, chứ không có gì cả. Cho nên hy vọng rằng em cũng không buồn ha. Tiếp tục mở rộng tấm lòng của mình ra, lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần vì mọi người. Khi mà chúng ta đi hiến máu nhiều như vậy, chúc mình gặp nhiều may mắn và tìm thấy một người phù hợp với mình trong hành trình tương lai. Cảm ơn mẹ và em đến với chương trình. Thưa quý vị, như vậy giờ đây chúng ta chỉ còn ứng viên xuất sắc nhất đã vượt qua cả 3 vòng thử thách và sẵn sàng đến với thời khắc quyết định đập hộp kén rể. Thưa quý vị, ngày hôm nay hội đồng nhà gái là những gương mặt gạo cội trong làng tình yêu. Đã rất nhiều câu chuyện, đặc biệt họ chia sẻ những điều hết sức thật lòng, những quan ngại thẳng thắn và những lời khuyên hữu ích. Và giờ đây chỉ cách màn đập hộp kén rể đúng 15 giây nữa. 15 giây này sẽ dành trọn cho nhân vật xinh đẹp nhất ngày hôm nay là Phương Anh. Phương Anh sau khi lựa chọn của ba nuôi đã đưa ra cùng với sự tư vấn của hai người bạn, Phương Anh hãy đưa ra quyết định nếu như đồng thuận và thật sự có cảm mến với chàng trai đang đứng trong chiếc hộp này, thì Phương Anh hãy di chuyển về chiếc hộp, di chuyển vào đó để kết thành một đôi và hai người chính thức tìm hiểu nhau và hy vọng đi đến những điều hạnh phúc trong tương lai. Còn nếu như Phương Anh vẫn còn cảm thấy lấn cấn thì cứ đứng tại chỗ với anh Hiếu. Chương trình ngày hôm nay coi như chưa thành công. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cổ vũ Phương Anh một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Thời gian suy nghĩ dành cho Phương Anh bắt đầu. Dạ con xin phép cô đứng gần ba. Đứng gần ba hả? Dạ, con cảm ơn ba. Suốt 15 năm qua ba luôn bảo bọc và che chở cho con. Mặc dù chỉ là con gái nuôi nhưng mà ba luôn yêu thương con như là con gái ruột. Rồi bây giờ thì tự con quyết định, con cũng lớn rồi ha, thì con cái tự quyết định, chứ ba thì gả con đi ba cũng buồn lắm ha. Cảm ơn ba, con sẽ không làm ba thất vọng. Cố gắng quyết định đi nha. Tao chúc mày hạnh phúc nha Phương Anh. Làm cô dâu cô nhé. Người ta thường ví công sinh thành với công dưỡng dục đều nặng như nhau. Và ngày hôm nay rất cảm ơn bà Tuấn đã đến với chương trình, và đặc biệt hơn nữa là tiếp tục bằng sự nhạy bén, bằng sự trải đời của ba đã tư vấn và giúp cho con cái nuôi của ba tìm thấy hạnh phúc. Cảm xúc của em như thế nào khi mà Phương Anh bước vào? Đứng hình mất 5 giây. À, đứng hình mất 5 giây. Nghe nói hồi nãy có mẹ của ai hứa đó là sẽ bảo bọc con gái người ta, rồi làm con gái người ta đẹp hơn. Dạ, còn nhớ lời hứa không ạ? Giống như là mẹ em đã từng nói thì cái quan niệm em sống khá là mới, và em cảm thấy là nam và nữ trong một gia đình đó đều ngang với nhau hết. Thì em đẹp lên thì em cũng sẽ muốn người yêu của mình, vợ của mình đẹp lên. Đẹp lên mỗi ngày. Cả hai cùng đẹp và cùng hạnh phúc. Thế thôi. Xin chúc cho hai em sẽ có thời gian tìm hiểu nhau thật lý tưởng, và hơn hết nữa là kết tình thông gia với ba Tuấn và mẹ đây, để có thể cùng nhau tạo nên một đại gia đình hạnh phúc, được không ạ? Cảm ơn sự tư vấn của hai người bạn thân của Phương Anh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có một cái kết thật sự dễ thương với những sự tư vấn rất nhiệt tình của các thành viên trong gia đình với nhau. Chúng tôi tin rằng với những cảm xúc dễ thương và đáng yêu như thế này, chúng tôi sẽ lại tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn một màn đập hộp kén rể thật sự thú vị vào tuần sau vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy trên kênh HTV7. Đây là sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Còn bây giờ, tôi là Vương Hiếu cùng hai gia đình. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!